Vết thương 43 năm. Hồi ký của y tá thủy quân lục chiến, mổ xanh hạ sĩ Trần Văn Thế. 43 năm qua, lần đầu tiên tôi được đọc bài viết của một người lính, mà lại là một y tá mũ xanh, lời văn mộc mạc và chân tình, nói lại những giây phút cuối của đời lính. Được vào danh sách thương binh của Thủy quân lục chiến năm 2017, nhờ anh em thương phế binh cùng hoàn cảnh giới thiệu. Trong niềm vui đồng đội, anh đã viết lại những giây phút tưởng chừng đã mất. Nhìn lại hình xưa, anh em quê nhà đặt lại là Thế Nhí vì quá nhỏ. Hiện tại, gia đình đang ngụ một lều nát ở Cần Giờ. Vợ bán vé số, chồng bị tay và chân nên làm đặt vặt. Con gái đang học lớp 9, đi bộ hàng ngày khoảng 1 giờ đến trường. Hôm nay, với cánh tay và chân tật, anh ghi lại. Người giới thiệu, Lạc Ma. Trước ngày diễn ra trận đánh tại căn cứ Phượng Hoàng, tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến di chuyển từ căn cứ Barbara đến căn cứ Ái Tử rạng sáng ngày 8 tháng 4 năm 1972. Hình như quân địch biết được các chiến sĩ thần ân đến, chúng chào đón chúng tôi bằng những tràng pháo 130 ly và 122 ly được rót vào căn cứ Ái Tử. Đại bàng Thái Dương, tức Thiếu tá Đỗ Hữu Tùng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến, điều động các đại đội phân tán ra ngoài vành đai căn cứ Phượng Hoàng. Riêng trung đội quân y được bố trí căn hầm gần hàng rào phòng thủ. Căn cứ Ái Tử đang nằm trong tầm tác xạ của pháo binh địch. Tiếng nổ khắp nơi trong căn cứ, khói lửa mịt trời và mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra trong trận pháo kích. Đến khoảng 9 giờ sáng, y tá đại đội chỉ huy hạ sĩ Nguyễn Hải Hà đến bên tôi và nói: "Anh nhận lệnh của y tá trưởng, trung sĩ Tuấn Phát đều phải về đại đội 4, chứ không về căn cứ Phượng Hoàng." Vào lúc này, căn cứ Ái Tử bị pháo kích dữ dội. Tôi thoáng nghe có tiếng rít trên đầu, với phản xạ của người lính, tôi vội nhảy xuống hố cá nhân. May mắn cho tôi, quả đạn nổ cách tôi khoảng hơn chục mét, toán quân y bình an vô sự. Đến trưa, tiếng pháo thưa dần rồi im hẳn, tình hình tạm thời im lặng. Lúc này, tôi cảm thấy đói, vì trên đường di chuyển, tôi chưa ăn uống gì, khui hộp trái cây nuốt vội cho đỡ đói. Tình hình trong căn cứ, các chiến sĩ thủy quân lục chiến đang sửa chữa lại công sự sau khi bị pháo kích. Riêng toán quân y không có việc gì làm, tôi chợt nghĩ, tại sao mình không xin y tá trưởng cho mình vào căn cứ Phượng Hoàng chơi, sáng mai về? Tôi trở lại hầm quân y, xin y tá trưởng, trung sĩ Tuấn Phát giận dữ nói với tôi, "Mày có điên không? Tụi nó đang pháo kích, mày vô đó làm gì? Bộ muốn chết hả?" Ông Thiếu úy Long đang họp trên bộ chỉ huy tiểu đoàn chưa về, nên chưa biết tình hình thế nào. Thiếu úy Long là sĩ quan trợ y, chỉ huy trực tiếp trung đội quân y tiểu đoàn. Tôi tiếp tục năn nỉ. Cuối cùng y tá trưởng cũng đồng ý và phán một câu: "Ừ, mày muốn chết thì cứ đi. Ngày mai khi có lệnh là phải về trình diện liền." Tôi vác ba lô và túi thuốc lên vai, rồi chạy ra ngoài tìm phương tiện để đi. Nếu không có thì phải cuốc bộ vào căn cứ Phượng Hoàng. Đường dẫn vào căn cứ là con đường rất nhỏ, tôi còn nhớ rất rõ. May mắn cho tôi, lúc này có một xe GMC chở mình chống tăng cho căn cứ Phượng Hoàng. Tôi xin mấy anh công binh cho tôi quá gian vào căn cứ. Trên đường đi, tôi thấy có một số quân nhân biệt động quân đang di chuyển ngược hướng chúng tôi, với gương mặt hốc hác, mệt mỏi. Khi xe vừa vào căn cứ, tôi đã thấy y tá Hà và trung sĩ Vinh, quân y cánh B, đang đứng trong hầm gần cổng trước. Không để hai người hỏi, tôi nói luôn: "Em có xin phép anh Phát vào đây chơi với mấy anh, sáng mai em về." Anh Hà trả lời: "Tụi anh biết rồi, trung sĩ Phát có báo cho tụi anh
lúc em đang trên đường vào đây. Anh cũng cho tôi biết có một bác sĩ mới về thay cho thiếu úy Lâm, sĩ quan trợ y. Bác sĩ mới là y sĩ trung úy Huỳnh Văn Chỉnh, sau này tôi mới biết là ca sĩ Trung Chỉnh. Bác sĩ Chỉnh cho tập hợp các anh em quân y về trình diện để ông biết mặt. Như vậy, tôi ở đây đến sáng mai về luôn. Lúc này anh Hà nói, có đói không? Cơm vắt đó, ăn đi. Cảm ơn anh, em không có đói. Thấy cái hầm trước mặt khá kiên cố, tôi tò mò hỏi, hầm phía trước là của ai thế anh? Hầm đó là của hai ông cố vấn Mỹ và ông Sử, tiểu đoàn phó. Còn hầm phía bên kia là của ông Tài, đại đội trưởng đại đội 4. Chúng tôi trò chuyện rôm rã. Khoảng 3 giờ sáng, địch quân bắt đầu pháo kích vào căn cứ với cường độ vừa phải. Tôi và các anh còn nhận ra đạn nổ nơi nào trong căn cứ. Đến 5 giờ sáng, địch ngưng pháo kích. Tôi nói với anh Hà và anh Vinh, tôi sẽ sang hầm của đại úy Tài. Nói xong, tôi chồm tay lấy túi thuốc và sang hầm đại úy Tài và cố vấn Mỹ. Xuống đến hầm, dưới hầm bầu không khí im lặng, vẻ mặt mọi người hiện rõ nét lo lắng. Không ai nói với tôi câu nào. Lúc này, địch quân bắt đầu pháo kích trở lại với cường độ dữ dội hơn lúc trước. Trong lúc đại úy Tài liên lạc với các trung đội tiền đồn, ngoài hầm, đạn pháo nổ vang trời. Trong hầm, anh em chúng tôi thưởng thức những tách trà nóng. Đạn pháo càng lúc càng dồn dập hơn. Vậy là tôi phải ở lại hầm của ông đại úy Tài. Màn đêm buông xuống, ngoài trời tối đen như mực, rồi những tia chớp, những tiếng nổ đinh tai nhức óc như xé tạc màn đêm. Mệt mỏi, tôi ngồi dựa vào vách hầm, định chợp mắt một tí, nhưng không tài nào ngủ được, chỉ mong cho trời mau sáng. Nhưng thời gian như dài vô tận, chậm chậm trôi qua, tất cả mọi người đều thức, nhìn nhau im lặng và chờ đợi. Ngoài kia, vẫn còn những âm thanh của hỏa tiễn 122 ly vang dội núi rừng. Qua lỗ Châu Mai, trời tối đen, hỏa tiễn của địch vẫn tiếp tục rơi vào căn cứ. Lúc này trên máy truyền tin của đại đội, cánh tiền đồn báo về cho đại úy Tài, đại đội 4 là đã trông thấy chiến xa T-54 đang dàn đội hình cùng bộ binh Tùng Thiết đang tiến về căn cứ Phượng Hoàng. Đại úy Tài xin đại bàng Thái Dương cho pháo binh yểm trợ và soi sáng vì trời vẫn còn tối và sương mù dày đặc bao phủ các ngọn đồi, nên hạn chế tầm quan sát. Hỏa châu soi sáng cả một vùng trời. Chúng tôi ngồi dưới hầm mà đã nghe tiếng gầm rú của tăng T-54 của địch. Toán tiền đồn báo về là đã chạm súng với cánh quân đầu tiên của địch. Tăng T-54 đang tiến thẳng vào vị trí phòng thủ của ta. Cuối cùng, toán tiền đồn xin rút lui và mất liên lạc. Khoảng 5 giờ sáng thì tăng T-54 đã xuất hiện bên kia đồi, mặt sau của căn cứ. T-54 bắn trực xạ vào vị trí phòng thủ của ta và tiến thẳng vào hàng rào căn cứ. Quân phòng thủ chống trả mãnh liệt, buộc chúng rút lui xuống chân đồi, chỗ con suối. Trong hầm, mọi người chuẩn bị tư thế chiến đấu. Bỗng liên tiếp có nhiều tiếng nổ gần căn cứ. Có nhiều tiếng la, có một binh sĩ chạy xuống hầm với cánh tay đầy máu. Lập tức, tôi băng bó vết thương cho anh ta, và anh ta cho biết là tăng T-54 của địch đã vào đến hàng rào và sắp vào đến đây. Tôi tiếp tục công việc cuối cùng là chích cầm máu và ngừa ATS cho anh. Lúc này, tuyến phòng thủ đã bị chọc thủng, tiếng gầm rú của tăng T-54 càng lúc nghe càng gần. Nhìn qua lỗ Châu Mai, thấy rõ bánh xích chạy qua. Mọi người trong hầm đều di chuyển ra khỏi hầm, riêng tôi đi sau cùng. Khi vừa ra đến cửa hầm, thì chiếc tăng T-54 thứ hai chồm tới. Tôi vội vàng trở lại xuống và núp lại trong hầm, định chờ cho chiếc tăng T-54 đi qua rồi chạy lên. Nhưng định mệnh đã an bài cho số phận của tôi.
chiếc tăng T-54 không chạy qua mà tiến thẳng vào cửa hầm ngay chỗ tôi ẩn nấp khoảng 5 mét. Đầu nó hướng thẳng vào cổng trước căn cứ, nơi có một toán quân cố gắng rút lui. Làm sao bây giờ? Tôi tự hỏi. Trong tay tôi không có một thứ vũ khí gì ngoài túi thuốc và hai trái lựu đạn M67 đeo trên áo giáp. Tôi lục lọi và tìm kiếm hy vọng còn sót lại vài khẩu chống chiến xa M72. Tôi thật sự thất vọng khi không tìm thấy một thứ gì. Dựa vào vách hầm, tay tháo trái lựu đạn M67 để ngay chỗ an toàn, quan sát và suy nghĩ tìm cách vượt thoát. Trước mặt tôi là chiếc tăng T-54 đang nằm một đống. Cũng may cho tôi là nó mải mê nhìn về phía cổng nên không nhìn thấy tôi. Tôi lúc này trong tình trạng dở khóc dở cười, tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, lợi dụng tên xạ thủ công 12-8 đang mải mê nhìn ra hướng nơi mà toán quân trong căn cứ đang cố gắng rút lui về hướng căn cứ Ái Tử. Tôi men theo vách hầm, tránh xa dần chiếc T-54 của địch. 5m, 10m, rồi 20m. Bây giờ, nó không còn nhìn thấy tôi. Trên tay của tôi vẫn còn trái lựu đạn M67, nhưng không biết phải làm gì trong tình huống này. Nhìn sang bên kia đồi, thấy lố nhố bộ binh của địch đang di chuyển tiến về hướng căn cứ. Phía bắc căn cứ, một chiếc T-54 đang ủi và phá các ụ lô cốt. Phía con đường phía tây thì có tổng cộng 8 chiếc tăng đang dàn đội hình, lù lù tiến ngay cổng căn cứ. Tại cổng, có một chiếc tăng T-54 đang án ngữ tại đó. Tôi hiểu bây giờ mình đã vào tử lộ, không còn đường thoát. Có lẽ số phận mình đến đây là kết thúc. Cầm quả lựu đạn trên tay, tôi thầm nhủ. Nếu có chết, thì phải chết cho xứng đáng một chiến sĩ thủy quân lục chiến. Vậy là tôi ở yên vị trí và chờ đợi. Lúc này, tôi chợt nhớ về phương Nam, nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Nhớ cha mẹ, anh em, bạn bè, mắt tôi cay xè, đôi dòng lệ lăn trào trên khóe mắt. Ở ngoài, tôi nghe có tiếng la. Hàng xóm chống chết, vang khắp nơi. Tôi lăn người xuống hố cá nhân và sẵn sàng cho mình một cái chết đúng nghĩa của một người chiến binh. Trên miệng hố, tôi thấy có một tấm ván ép, nên tiện tay kéo đậy miệng hố và hy vọng địch quân không phát giác ra mình. Nếu nó gỡ tấm ván ra, là cưa hai với tụi nó. Ngón tay trỏ tôi thủ sẵn trong khóa an toàn của quả lựu đạn. Trên miệng hầm, tiếng hàng xóm chống chết vang lên khắp nơi. Tôi chợt nghe có tiếng bước chân đang tiến gần về phía hố của tôi. Ngồi dưới hố, tôi xoay người thủ thế. Bỗng trên đầu tôi vang lên hai tiếng nổ của súng AK-47. Sau khi bắn xong, tên Việt Cộng bỏ đi. Ngước nhìn lên, tôi thấy ánh sáng xuyên lỗ thủng qua hai lỗ đạn. Tôi cảm thấy đau nhói. Tôi biết rằng tôi đã bị trúng đạn, nhưng không biết ở đâu. Sự việc diễn ra quá nhanh. Tôi cảm thấy tay phải của tôi tê dại và không theo sự điều khiển của tôi. Tay trái tôi lấy trái lựu đạn khóa chốt an toàn và để xuống chân. Tiếp đến là lấy tay trái nắm chặt tay phải cho nó đừng lắc lư. Lúc này tôi nhận ra là mình đã bị thương ở tay phải và còn một viên nữa, không biết trúng ở đâu. Tôi thấy đau nhói và tê chỗ đùi trái. Tôi cố gắng cử động chân trái để biết vết thương có nặng hay không. Tôi lấy tay sờ vết thương ở đùi trái. Máu ướt đẫm quần. Tay phải của tôi lúc này đau nhức khủng khiếp. Không thể làm gì với hai vết thương trong cái hố chật chội, tối om này. Tôi thầm nghĩ trước sau gì mình cũng chết. Thôi cho mày thấy luôn. Nghĩ xong, tay trái tôi đẩy tấm ván ép qua một bên. Lập tức bên tai tôi văng vẳng tiếng la. Ngụy, ngụy. Và có hàng chục họng súng AK chĩa vào tôi. Một tên trong bọn kêu tôi đứng lên và leo lên hố. Tôi ngồi im và trả lời là không thể leo lên được vì tôi đã bị thương ở chân. Từ xa có tiếng hỏi lớn. Đâu? Ngụy đâu?
tên chỉ huy tay 55 khẩu súng K-54. Tên này quát lớn: "Đứng dậy!" Vẫn câu trả lời: "Tôi không thể, chân và tay của tôi bị gãy rồi." Tên chỉ huy tiếp tục hỏi tôi: "Súng mày đâu? Tao thấy trong này tụi bay ngoan cố, chống trả mãnh liệt lắm mà." Tôi trả lời rằng tôi không có được trang bị súng vì tôi là y tá quân y. "Vậy túi cứu thương của mày đâu?" Tên chỉ huy tiếp tục hỏi. Tôi nói là tôi để trong hầm đằng kia, nó cho người xuống lấy và ra lệnh cho tên y tá của nó xem vết thương của tôi có đúng như tôi đã nói với nó hay không. Sau khi xem vết thương, tên y tá báo cáo là đúng như vậy, thằng này bị gãy tay và chân. Vào lúc này, pháo binh ta bắt đầu phản công, những quả đạn từ trên cao nổ chụp xuống. Đây là lần đầu tiên tôi mới thấy loại đạn này. Bọn địch chạy tán loạn tìm chỗ nấp. Tên y tá chạy không kịp, liền ngồi xuống hố với tôi. Nó run lập cập. Tôi bảo tên y tá địch: "Mày leo lên hố là chết liền." Tên y tá ngồi im, không nói một lời nào. Tôi hỏi nó: "Trong túi cứu thương của mày có kéo không?" "Có." Tôi liền bảo nó lấy kéo rọc tay áo chỗ vết thương. Tôi chỉ chỗ lấy thuốc sát trùng trong dây ba chạc của tôi ra sát trùng và băng vết thương cho tôi. Tên y tá làm theo hướng dẫn của tôi. Máu từ cánh tay không ngừng chảy, ướt cả hai băng cá nhân. Tôi liền bảo nó lấy băng có tẩm thuốc, băng chạc bên ngoài và treo cánh tay bị thương lên. Pháo binh của ta tiếp tục rót vào căn cứ. Thoáng nghe tiếng gọi: "Y tá đâu? Y tá đâu?" Nó liền đứng dậy chào tôi và chạy biến ra ngoài. Tôi ngồi im tại hố cá nhân, nghe ngóng tình hình. Bây giờ trước mắt phải tránh xa tụi Việt Cộng cái đã, rồi tính sau. Tôi liền chồm người và leo lên miệng hố. Đầu óc quay cuồng, choáng váng, tôi ngã ập xuống đất. Không thể đi được. Tôi nghĩ có lẽ tôi mất máu nhiều nên mới bị như vậy. Tôi nằm ngửa và quan sát, tìm hướng về hầm chỉ huy, nơi đó an toàn để tránh miễn pháo chụp của phe ta. Hầm chỉ huy cách chỗ của tôi khoảng 15 mét. Tình cảnh lúc này khó khăn cho tôi. Miễn đạn, cát đất bay mù trời. Tôi nghĩ nằm ở đây không ổn. Trông thấy có cái thùng Connet gần đó, tôi liền trườn vào, nằm thở hổn hển, mệt và khát vô cùng. Máu từ hai vết thương tiếp tục rỉ, làm thấm ướt áo quần. Bỗng tôi thấy có tia chớp lóe sáng, sau đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cái thùng Connet lay động mạnh, tiếng mảnh đạn rít bên tai, một góc thùng bị bể và những tia nắng mặt trời chiếu qua những lỗ thủng xuống chỗ tôi nằm. Cái thùng Connet trúng mảnh đạn chứ không phải tôi. Vậy tôi vẫn chưa chết. May mắn thật. Một lúc sau, không còn nghe tiếng pháo của ta nữa, mà chỉ còn nghe tiếng gọi nhau ý ới của địch quân. Từ hướng đông, có tiếng trực thăng bay tới rất gần. Và trời ơi, nó bắn cái gì như bò rống. Tụi Việt Cộng ở ngoài hoảng loạn réo gọi la hét ầm ĩ. Chắc có một số đi chầu Diêm Chúa. Trực thăng bắn và đảo hai vòng rồi biến mất. Trong cái thùng Connet, lỗ chỗ lỗ thủng, tôi lại cảm thấy không an toàn. Tôi cố gắng lếch ra ngoài để trườn về hầm chỉ huy. Nhưng ác thay, vừa lếch ra khỏi thùng thì tôi nghe tiếng máy bay khu trục cơ và đang lù lù bay tới. Lần này nó bay tầm thấp. Khi bay ngang chỗ tôi nằm, tôi còn thấy rõ viên phi công. Chắc người phi công cũng nhìn thấy tôi. Tôi đưa tay chỉ về phía sau, ngụ ý hướng của địch quân. Lúc đó tôi có nghe nhiều loạt đạn phòng không bắn về chiếc khu trục. Trúng đạn, chiếc khu trục rơi về hướng địch. Bọn Việt Cộng trong căn cứ hò reo vì đã hạ được chiếc phi cơ. Tôi vô cùng lo âu vì không biết bao giờ mới kết thúc. Mình đang trong tình cảnh bị thương, máu ra nhiều, không biết còn sống được bao lâu nữa. Tôi tiếp tục trườn về hướng hầm chỉ huy. Cuối cùng thì tôi cũng tới được cửa hầm. Sức cùng lực kiệt, tôi không thể xuống hầm
nên tôi nằm tại chỗ, phó mặc cho số phận, tới đâu thì tới, quá mệt. Pháo binh của ta lại tiếp tục nã vào căn cứ Phượng Hoàng, lần này dữ dội hơn, đạn rơi đều khắp trong căn cứ. Tôi nghĩ có lẽ bên ta muốn hủy diệt tất cả địch quân trong căn cứ. Không may cho tôi, trong đó có người lính thủy quân lục chiến còn sót lại trong căn cứ. Những quả đạn pháo lại tiếp tục rơi. Tôi cố gắng chui xuống hầm một cách khó nhọc. Hai vết thương đau nhất khi tôi va chạm với các bậc lên xuống. Xuống đến hầm thở hổn hển, tay chân gần như bất động. Căn hầm rung chuyển vì những quả đạn nổ trên nóc hầm. Căn hầm như muốn sập. Nằm ở đây, tôi nghe tiếng xích của xe tăng T-54 đều khắp nơi trong căn cứ. Nằm gần như bất động, máu chảy động vũng, mệt vô cùng, hơi thở yếu dần, khát khủng khiếp. Hay là uống thử máu mình cho đỡ khát. Tôi nhủ thầm, nếm thử một ít, tôi thấy mặn và tanh quá nên đành thôi. Bỗng có tiếng nổ rất gần, một lúc sau có người chạy về phía căn hầm. Tôi vội lết vào chỗ tối nơi góc hầm. Tụi nó không phát hiện ra tôi. Trong bóng tối, tôi quan sát thấy tụi nó không đội nón cối mà đội nón của mấy tên trên xe tăng. Tôi nghe chúng nó xì xầm to nhỏ một lúc sau thì bỏ đi. Có mấy quả đạn lại rơi trên nóc hầm. Căn hầm sạc một góc. Tôi nghĩ sớm muộn gì cũng sập. Ở đây nó đè chết luôn. Tôi cố gắng lết ra khỏi căn hầm, rồi ngã quỵ. Một trái đạn pháo rơi gần cửa hầm, mảnh đạn văng tung tóe. Lúc đó nếu mà tôi lên sớm một tí, chắc là ôm nguyên một trái. Số của tôi chắc có ông bà che chở, cho nên bao lần thoát hiểm, nên tôi van vái cho tai qua nạn khỏi. Đợi trái thứ hai nổ cách xa cửa hầm, lấy hết sức lực, tôi bung người nhảy ra khỏi hầm. Trời đất như quay cuồng, tôi ngã ập xuống mà mắt vẫn mở nhìn về phía hầm của hai cố vấn Mỹ. Cách đó khoảng hơn chục mét, có chiếc tăng T-54 nằm gần cái thùng Cornet, hình như nó đang cháy, pháo của ta vẫn nã đều vào căn cứ. Ở ngoài này không xong rồi, bản năng sinh tồn của tôi trỗi dậy mãnh liệt. Một lần nữa tôi cố gắng lết xuống hầm, ngồi dựa vào vách hầm, xem xét lại các vết thương. Máu vẫn tiếp tục rỉ, miệng khô và đắng vì khát. Cơn khát hành hạ tôi nên tôi quên nỗi đau của thể xác. Rồi tiếng pháo thưa dần, rồi im hẳn. Một lúc sau có tiếng súng cá nhân, tiếng súng M16 vang lên ở phía ngoài cổng căn cứ và tiếng la hét xung phong. Tôi vô cùng mừng rỡ vì mình sẽ được các đồng đội cứu ra khỏi chỗ này. Nhưng lúc này tôi phải sáng suốt để nhận định tình hình. Khi quân ta tấn công và tái chiếm căn cứ, không biết là cánh quân nào, nhưng chắc chắn có một điều là họ sẽ thanh toán các mục tiêu như căn hầm bằng lựu đạn. Khoảng cách từ cổng căn cứ là vài chục mét. Tôi nghe có tiếng chân người tiến đến cửa hầm. Tôi quyết định lên tiếng và la to lên. Tôi, thủy quân lục chiến bị thương. Đúng như tôi dự đoán, người trên hầm ra lệnh. Ra khỏi cửa hầm cho tôi thấy. Nén đau, tôi lết ra khỏi cửa hầm. Tôi nhìn thấy hai người lính thủy quân lục chiến, gương mặt họ ngụy trang một lớp màu đen. Một người hỏi tôi, có Việt Cộng ở dưới hầm không? Không. Họ nhảy xuống hầm và lục soát. Kể đến có hai người lính nữa khiêng tôi ra khỏi căn cứ. Có một vị sĩ quan của tiểu đoàn thủy quân lục chiến, tôi không rõ là đại đội mấy. Ông nhìn tôi và nói, tụi tao đã trả thù cho mày rồi đó. Và chỉ về hướng chiếc xe tăng T-54 đang bốc cháy, nằm la liệt. Lúc này có một toán quân nữa của ta cũng vừa đến, họ đang truy kích địch. Trong toán quân này có bốn người cùng trung đội quân y tiểu đoàn với tôi. Vừa thấy tôi, họ la lên, thằng Thế đây. Họ vui mừng không tả xiết. Trong đội báo cáo tôi mất tích rồi. Nhìn cảnh tôi bị thương, ai cũng xót thương. Hạ sĩ y tá Minh nói,
Thằng Thế nó bị thương nặng lắm, bây giờ là phải tải thương nó về tiểu đoàn, có bác sĩ chỉnh ở đó. Lúc này tôi cảm thấy lạnh và hơi thở của tôi yếu dần, không có băng ca tải thương. Anh Minh lấy cái bông xô quấn ngang người tôi và nói: Em ráng chịu đau, để anh vác em về hầm quân y, nơi bác sĩ chỉnh. Các anh đỡ tôi lên vai của anh Minh, tay của anh Minh ôm hai chân tôi, đầu tôi gục sau lưng anh, mắt tôi nhắm nghiền, rên khe khẽ. Lúc này tôi không còn cảm giác đâu nữa, tôi liệm dần và không còn biết gì nữa. Trong trạng thái lơ mơ, tôi có nghe tiếng anh Hà, có ai chích thuốc vào bụng tôi. Khi tỉnh dậy tôi mới biết mình ở bệnh viện quản trị. Tôi vừa trải qua một cuộc giải phẫu. Anh Hà bước vào phòng là tôi đã hiểu là anh đã tản thương tôi ra bệnh viện này. Tôi hỏi là các vết thương của tôi có nặng không? Anh Hà trả lời: Bác sĩ vừa mổ xong, không có gì nghiêm trọng, sẽ mau bình phục thôi. Anh Hà trấn an tôi: Sáng mai sẽ chuyển em ra bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Huế. Anh ở đấy với em, chờ tản thương xong, anh sẽ trở lại hành quân. Hôm sau, ngày 10 tháng 4, 1972, tôi được tản thương ra Huế. Xúc động, bùi ngùi, tôi chia tay hạ sĩ Hải Hà từ ngày ấy. Và bật tin cho đến nay, dù tôi đã tìm mọi cách để gặp lại. Ngày 12 tháng 4 năm 1972, tôi được chuyển ra phi trường Phú Bài, di chuyển về phi trường Tân Sơn Nhất và chuyển tiếp về bệnh viện Lê Hữu Xanh của tiểu đoàn quân y thủy quân lục chiến, nơi tôi ra đi và ngày về không còn nguyên vẹn. Bây giờ tôi là một thương phế binh. Cần Giờ, ngày 9 tháng 4 năm 2018, y tá Mũ Xanh, hạ sĩ Trần Văn Thế, quân y tiểu đoàn thủy quân lục chiến